Nhà vườn Oanh Trung xin kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em giới thiệu với các cô bác, các anh chị và các bạn cái cây giống nhãn siêu ngọt nha. Hôm trước em cũng quay cho các cô bác, anh chị xem cái cây nhãn siêu ngọt, cây choai của nhà em đã có quả rồi. Các cô bác, anh chị cũng biết rồi. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người cái cây giống của nó nha. Cái nhãn siêu ngọt thì hôm trước em quay cái lá, mọi người chắc là nhìn cũng rõ rồi. Lá của nó khá là to và đặc biệt là cái màu lá của nó cũng sẫm màu. Và hôm nay em sẽ quay cho mọi người xem cái cây giống nha. Cái cây giống nhãn siêu ngọt thì nó cũng như là cái nhãn lồng, còn gọi là nhãn miền Hưng Yên ấy. Cũng như là cái cây nhãn lồng ấy thôi. Cây thì được khoảng từ 80cm đến 1m. Thế nhưng là cái cây nhãn siêu ngọt này này, cây nhãn siêu ngọt này này, thì cô bác anh chị có thể nhìn cái lá của nó. Cái lá của nó rất là, cái lá của nó màu, khi mà nó lá nó già đi một chút là nó xanh sẫm vào này. Đó, lá xanh sẫm. Và đặc biệt là đối với những cái ngọn non của nó lên ấy, cái ngọn non của nó lên thì nó không đỏ hẳn đâu. Đó, cái ngọn non, búp non của nó lên này, nó không đỏ hẳn như là nhãn miền Hưng Yên nha các cô bác anh chị. Nhãn kia thì nó đỏ hẳn, cái mầm của nó đỏ hẳn. Đó, đặc biệt là một số những cái lá mà khi mà chăm tốt ấy, lá nó rất là to, lá nó rất là lớn này. Đó, lá rất là lớn luôn ạ. Đó, lá nó rất là lớn. Nhà em thì có cả cây giống nhãn siêu ngọt và cây giống nhãn, các loại nhãn lồng Hưng Yên. Thì tùy theo nhu cầu, tùy theo nhu cầu và cái thổ nhưỡng đất để các cô bác anh chị có thể chọn trồng phù hợp với đất và với cái nhu cầu của mình. Đó, thì các cô bác anh chị có thể lựa chọn một trong hai cái loại giống nhãn này. Cây nhà em thì hầu như cây nào cũng dâm ủ, nhà em đều dâm ủ cát ổn định. Cây nhà em đều dâm ủ cát ổn định. Thì khi mà chuyển đi cho các cô bác anh chị á, chuyển đi cho các cô bác anh chị trồng, thì cây sẽ đảm bảo cái tỷ lệ sống là 100%. Còn đối với nhãn, đối với nhãn vải mà nếu mà không phải là cây dâm ủ mà cây đánh thẳng từ dưới đất lên thì cái tỷ lệ sống của nó rất là thấp. Đó, đặc biệt là trồng nó rất là khó, trồng thì sẽ rất là khó chăm. Còn đối với cái nhãn mà dâm ủ này, các cô bác anh chị về trồng thì nó sẽ đảm bảo cái tỷ lệ sống thì rất là cao. Còn đây là cây giống nhãn lồng này. Cái nhãn lồng thì cây giống khá là đẹp, khá là đẹp nha các cô bác anh chị. Đó, cây giống khá là đẹp. Cây cao khoảng 1m, cây cao cũng khoảng 80 phân đến 1m, hầu như là cây cao tầm 1m rồi. Đó. Cái lá nhãn lồng này thì nó nhỏ hơn một chút xíu, nó nhỏ hơn một chút xíu thôi. Đó, nó cũng chỉ nhỏ hơn một chút xíu thôi, nếu cô bác anh chị nào mà tinh ý thì sẽ nhận ra. Đặc biệt là cái nhãn này thì cùi nó cũng rất là dày và cái độ ngọt của độ đường, độ ngọt của nó cũng không cao lắm. Và cái cơm nhãn của nó rất là ráo cơm. Cơm nhãn rất là ráo cơm và cái độ đường của nó không cao lắm. Vì thế mà các cô bác anh chị có thể lựa chọn trồng cái giống cái loại nhãn này thì làm kinh tế sẽ rất phù hợp trong những năm tới. Tại vì như tầm này ấy, mọi người cũng biết đấy. Hầu như là ai cũng rất là sợ cái lượng đường cao ở trong các loại hoa quả, đúng không ạ? Hầu như là ai cũng sợ.
Đó, vì thế mà mọi người lựa chọn những cái loại trái cây gì mà nó có lượng đường thấp hơn một chút. Tuy nhiên là không phải là tất cả mọi người đều lựa chọn như thế. Có rất là nhiều người người ta thích cái dòng nhãn siêu ngọt ạ. Vì thế mà các cô bác anh chị có thể lựa chọn theo cái từng cái vùng miền của mình. Đối với cái nhãn lồng Hưng Yên này thì nó rất là dễ, nó phù hợp hầu như là tất cả mọi loại đất ở các nơi, có thể là đất đồi, có thể là đất ruộng. Đó, hầu như mọi loại đất đều có thể trồng được cái loại nhãn lồng Hưng Yên này nha các cô bác anh chị. Trái cũng rất là to, cùi dày. Đó. Trong số các loại nhãn hiện tại để mà trồng làm kinh tế phù hợp nhất thì các cô bác anh chị có thể lựa chọn cái giống nhãn này, cái loại nhãn này. Bởi vì trồng thì rất là dễ và đặc biệt là phù hợp hầu như là mọi loại đất. Còn nhãn siêu ngọt thì nó hơi khó chăm một chút. Thế nhưng không phải là nó mức độ là quá khó. Nói chung là cái tỷ lệ mà đậu quả của nó thì không được sai bằng cái nhãn lồng Hưng Yên. Đó. Nhưng mà cái quả của nó thì rất là to, đặc biệt là hạt nhỏ xíu luôn. Cái nhãn siêu ngọt đấy thì hạt nhỏ xíu luôn ạ. Và cái cơm nhãn của cái nhãn siêu ngọt này, tại vì cái độ đường nó cao, vì thế mà cái cơm nhãn của nó rất là trong, trong veo luôn. Và đặc biệt là cái độ đường thì rất là cao. Đối với những người mà bị tiểu đường hoặc là béo phì đấy, thì mọi người không nên lựa chọn cái nhãn siêu ngọt. Còn ngoài ra thì trên thị trường có rất là nhiều các loại nhãn, ví dụ như nhãn đỏ tím, nhãn nhãn xuồng vàng, nhãn Indo. Đó, có rất là nhiều loại nhãn. Thế nhưng mà để mà làm kinh tế thì các cô bác anh chị nên, như nhà vườn em bán cũng lâu năm rồi, thì em khuyên là các cô bác anh chị nên lựa chọn cái dòng nhãn lồng Hưng Yên hoặc là nhãn siêu ngọt để mình đưa vào trồng kinh tế. Đó. Nhất là những cái vùng Tây Nguyên ấy thì có thể lựa chọn nhãn hoặc là vải. Vải thì các cô bác anh chị có thể lựa chọn những cái vải u hồng hoặc là vải thiều để trồng. Trong những cái vùng đất Tây Nguyên thì khá là phù hợp. Còn các loại nhãn như là nhãn nhãn Indo này, hoặc là nhãn đỏ tím này, hoặc là nhãn xuồng này. Những cái loại nhãn đấy ấy, thì từ trước đến giờ thì trong các tỉnh miền Tây thì mọi người cũng trồng khá nhiều rồi, và các cô bác anh chị cũng biết rồi. Ba cái loại nhãn đấy trái to, công nhận là trái to. Mọi người quay lên thì trái rất là to. Thế nhưng mà hạt nó cũng rất là to nha các cô bác anh chị. Trái to nhưng mà hạt nó cũng rất là to. Và đặc biệt là ví dụ như cái nhãn tím, nhãn đỏ ấy. Cái nhãn đó thì nó như là một cái dạng nhãn nước ấy. Nhãn nước thì các cô bác anh chị biết rồi đúng không ạ? Nó như là một dạng nhãn nước ấy, nó không phải là nhãn cùi. Cái cùi của nó hầu như là nó không không khô ráo, nói chung là nó hầu như là toàn nước thôi. Đó, nó rất là ngọt nhưng mà kiểu nó không phải là dạng nhãn cùi, vì thế mà nó cũng không được ưa chuộng. Vẻ bề ngoài, cái bề ngoài của nó thì rất là đẹp. Kể cả nhãn xuồng cũng thế, nhãn xuồng và nhãn tím, nhãn đỏ cũng thế. Những cái loại nhãn đấy thì bề ngoài thì rất là đẹp, trái to. Đó, trái rất là to. Nhưng mà để trồng làm kinh tế thì mọi người nên lựa chọn cái loại dòng nhãn 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 lồng này hơn. Còn những cái nhãn kia thì trồng làm kinh tế thì chắc là hơi khó. Những cái nhãn kia thì các cô bác anh chị có thể lựa chọn trồng một vài cây để mình trồng, gọi là để sưu tầm cho nó đẹp và đủ loại. Ăn thì cũng mức độ là em thấy nó cũng bình thường. Ngọt thì rất là ngọt đấy, nhưng mà ngọt thì rất là ngọt. Thế nhưng mà cái hạt của nó cũng rất là to. Cái nhãn 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 cái nhãn Indo cũng thế ạ. Đó. Hạt rất là to nha các cô bác anh chị. Còn trên thị trường thì mọi người cũng quảng cáo rất là nhiều các tên gọi các loại nhãn khác nhau, nhưng các cô bác anh chị cứ tìm hiểu hai cái loại nhãn siêu ngọt và cái nhãn lồng Hưng Yên này nha. Em xin phép được dừng video tại đây. Các cô bác anh chị mà cần cây giống hay là cây trai mà đã ra quả rồi ấy thì cứ liên hệ số điện thoại 0977516966 ạ. Em sẽ tư vấn, hoặc là các cô bác anh chị có nhu cầu mua ấy, thì hết dịch em sẽ chuyển cho các cô bác anh chị.